Cô chào các con, cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong tiết tập đọc này. Các con hãy quan sát vào bức tranh và cho cô biết trong tranh có những con vật nào? À, trong tranh có hình ảnh, đây là chú cò, còn đây là hình ảnh chú cuốc. Hai con vật này sẽ xuất hiện trong bài tập đọc chúng ta hôm nay. Bài tập đọc Cò và Cuốc, sách giáo khoa trang 37-38. Đây là bài tập đọc Cò và Cuốc. Các con hãy lắng nghe cô đọc bài. Cò và Cuốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy, từ trong bụi rậm lần ra, hỏi: "Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?" Cò vui vẻ trả lời: "Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?" Cuốc bảo: "Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như búa. Không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này." Cò trả lời: "Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì? Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay. Đôi cánh dập dờn như múa." Theo Nguyễn Đình Quảng. Cô vừa đọc xong bài. Bây giờ chúng ta cùng chia đoạn cho bài nhé. Bài gồm có hai đoạn. Đoạn 1. Từ cò đang lội ruộng đến ngại gì bẩn hở chị. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Từ cuốc bảo đến dập dờn như múa. Chúng ta vừa chia đoạn xong. Cô và các con cùng luyện đọc một số từ khó trong bài nhé. Từ đầu tiên là từ bắt tép. Trong từ bắt tép, các con lưu ý vần ắt. Cô mời các con lắng nghe. Bắt tép. Bắt tép. Bắt tép. Các con đọc được rồi đúng không nào? Chúng ta chuyển qua từ tiếp theo. Từ vất vả. Trong từ vất vả, các con lưu ý vần ất. Vất vả. Vất vả. Vất vả. Các con đọc tốt lắm. Chúng ta chuyển qua từ tiếp theo nào. Từ bắn bẩn. Trong từ bắn bẩn, các con lưu ý vần ăn và vần ân. Bắn bẩn. Bắn bẩn. Bắn bẩn. Chúng ta qua từ tiếp theo nào. Từ trắng phau phau. Trong từ trắng phau phau, các con lưu ý vần au. Trắng phau phau. Trắng phau phau. Trắng phau phau. Các con đọc tốt lắm. Bây giờ chuyển qua từ tiếp theo. Từ dập dờn. Trong từ dập dờn, các con lưu ý vần ấp và vần ơn. Dập dờn. Dập dờn. Dập dờn. Như vậy, chúng ta vừa luyện xong các từ khó đọc. Trong lúc đọc bài, các con thấy những từ khó đọc nào nữa thì các con hãy ghi chú lại và gửi cho cô giáo chủ nhiệm luyện đọc cho các con tiếp nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc hai câu khó trong bài. Các con lưu ý, những chỗ cô gạch một gạch, các con ngắt một nhịp. Những chỗ cô gạch hai gạch, các con ngắt hai nhịp. Và những chỗ cô tô màu đỏ, thì các con hãy đọc nhấn giọng nhé. Bây giờ, cô mời các con hãy lắng nghe cô đọc.
Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa. Không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này, phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Cô vừa hướng dẫn các con đọc câu. Bây giờ chúng ta cùng qua phần giải nghĩa từ. Từ quốc. Đây là loài chim nhỏ sống ở bụi cây gần nước, chỉ bay là mặt đất, thường kêu quốc quốc. Và đây là hình ảnh chú chim quốc. Các con đã nhìn thấy rồi đúng không nào? Tiếp theo là từ trắng phau phau. Trắng phau phau nghĩa là trắng hoàn toàn, không có vệt màu khác. Và đây là hình ảnh chú cò trắng phau phau đó các con. Các con đã nhìn thấy rồi đúng không nào? Từ tiếp theo là từ thảnh thơi. Thảnh thơi nghĩa là nhàn, không lo nghĩ nhiều. Vừa rồi chúng ta đã qua phần giải nghĩa từ. Trong lúc đọc bài, các con thấy những từ nào khó hiểu, các con hãy ghi chú lại và gửi cho cô giáo chủ nhiệm giải thích cho các con thêm nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng qua phần tìm hiểu bài. Phần tìm hiểu bài, chúng ta sẽ qua 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là thấy cò lội ruộng, quốc hỏi thế nào? Câu hỏi số 2, vì sao quốc lại hỏi như vậy? Và câu hỏi số 3, đó là câu trả lời của cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì? Cô mời các con đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi số 1. Thấy cò lội ruộng, quốc hỏi thế nào? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Các con còn 5 giây. Hết giờ rồi. Như vậy các con đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời nhé. À, thấy cò lội ruộng, quốc hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng chuyển qua câu hỏi số 2. Cô mời các con đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: vì sao quốc lại hỏi như vậy? Cô mời các con suy nghĩ và trả lời. Các con còn 5 giây. Hết giờ rồi. Các con đã có câu trả lời rồi đúng không? Cô mời các con cùng quan sát câu trả lời nào. Câu trả lời chính là quốc lại hỏi như vậy vì quốc nghĩ rằng áo cò trắng phau, cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, không nghĩ có lúc lại phải lội bùn bắt tép, khó nhọc như vậy. Các con thấy quốc rất ngây thơ đúng không nào? Vậy cò đã nói gì với quốc? Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3. Câu trả lời của cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì? Cô mời các con cùng đọc bài và trả lời câu hỏi. Các con còn 5 giây. Hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem câu trả lời nhé. Câu trả lời chính là
Lời khuyên ấy là chúng ta phải chăm chỉ lao động mới có lúc thạch thời, sung sướng. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu qua bài tập đọc. Bây giờ, cô mời các con qua phần luyện đọc lại. Khi luyện đọc lại, cô lưu ý các con giọng đọc của người dẫn chuyện thong thả, nhẹ nhàng. Giọng đọc của Quốc ngạc nhiên, ngây thơ. Còn giọng của Cò thì dịu dàng, vui vẻ. Các con nhớ nhé. Bây giờ, cô mời các con hãy cùng cô đọc bài. Cò và Quốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Quốc thấy vậy, từ trong bụi rậm lần ra, hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời: khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị? Quốc bảo: em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đồi cảnh dập dờn nhiều múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời: phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì? Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa, theo Nguyễn Đình Quảng. Chúng ta vừa luyện đọc lại bài. Vậy, qua bài học, các con nhận ra được điều gì nào? À, đó là phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng. Đây chính là nội dung bài học ngày hôm nay đó các con. Từ nội dung bài học trên, bản thân các con học được điều gì từ có? À, đó là ngoài việc chăm chỉ học bài, các con có thể phụ giúp gia đình những công việc vừa sức như xếp quần áo, nhặt rau, rửa chén, sắp xếp chỗ học, chỗ chơi của mình thật gọn gàng, ngăn nắp. Các con có đồng ý với cô không nào? Cô cảm ơn các con. Và nhiệm vụ của các con bây giờ là các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc này, trả lời các câu hỏi phần tìm hiểu bài và chuẩn bị bài sau, bài bác sĩ sói. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các con.